Xin chào các bạn. Hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống. Mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 181 Giai điệu hoàng hôn. Ở một thị trấn nhỏ ven hồ Geneva, có một người thợ đồng hồ tên là Lucien. Được biết đến với tài năng xuất chúng trong việc chế tác và sửa chữa những chiếc đồng hồ tinh xảo, Lucien dành hầu hết thời gian của mình trong cửa tiệm cũ kỹ mà ông đã thừa kế từ cha. Trong cửa tiệm ấy, những chiếc đồng hồ lớn nhỏ đều chậm rãi đếm từng khoảnh khắc, tự nhiên nhắc nhở người ta về dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian. Một ngày nọ, Lucien nhận sửa chiếc đồng hồ quả lắc cổ từ thế kỷ 18. Món gia bảo quý giá của gia đình quý tộc trong vùng. Khi chiếc đồng hồ được mang đến, Lucien cảm thấy sự hưng phấn xen lẫn hồi hộp, bởi ông biết đây là cơ hội để thể hiện tài năng. Nhưng khi vừa bắt đầu tháo từng chi tiết để kiểm tra, Lucien phát hiện một vấn đề nghiêm trọng: bánh răng trung tâm của đồng hồ đã bị sét và hư hỏng nặng. Đây là một phần hiếm có và khó sửa chữa. Hơn nữa, chỉ cần một sơ suất nhỏ, toàn bộ cơ chế phức tạp sẽ vỡ vụn. Ngày qua ngày, Lucien tìm mọi cách để khắc phục. Ông cẩn thận lau sạch từng chi tiết, lắp thử những bánh răng khác nhau và mày mò những công thức mà cha ông đã dạy. Nhưng nỗi thất vọng ngày càng lớn khi đồng hồ vẫn không hoạt động được. Lucien bắt đầu rơi vào căng thẳng, lo lắng vì sợ mất uy tín. Ý nghĩ bỏ cuộc khiến ông thức trắng nhiều đêm, nhưng sự kiên nhẫn của ông không cho phép mình dễ dàng đầu hàng. Một buổi chiều nọ, Lucien quyết định dạo quanh bờ hồ để tìm chút thanh thản. Ngắm mặt hồ yên bình, ông nhớ lại câu chuyện mà cha mình từng kể: một chiếc đồng hồ hoàn hảo không phải lúc nào cũng không có lỗi. Đôi khi, sự khác biệt nhỏ lại tạo ra nhịp điệu độc đáo cho nó. Lời dạy ấy khiến Lucien bừng tỉnh. Ông nhận ra mình đã quá ám ảnh về sự hoàn mỹ mà quên mất mục tiêu thật sự là giúp chiếc đồng hồ vận hành, dù có chút khác biệt. Trở về cửa tiệm, Lucien thử lắp thêm một bánh răng mới, có kích thước hơi khác so với bánh răng cũ nhưng vẫn vừa vặn với hệ thống. Dưới bàn tay tài hoa của ông, chiếc đồng hồ cuối cùng cũng cất lên nhịp đập đều đặn và vang vọng như một bản nhạc nhẹ nhàng. Mỗi lần quả lắc chuyển động, Lucien lại cảm nhận được sự hài lòng và thanh thản sâu sắc. Ngày chiếc đồng hồ được trả lại, gia đình quý tộc không giấu nổi sự cảm kích. Họ cảm ơn Lucien vì đã hồi sinh một di sản quý báu, và khi họ nhận ra có một chút thay đổi trong nhịp đồng hồ, Lucien chỉ mỉm cười và nói, sự khác biệt nhỏ ấy chính là cách nó vượt qua được thời gian. Bài học, Lucien đã hiểu rằng học cách giải quyết vấn đề giúp chúng ta giữ bình tĩnh và không rơi vào căng thẳng. Thay vì đeo đuổi sự hoàn hảo, đôi khi chỉ cần chấp nhận những điều không hoàn mỹ và tìm cách thích nghi, chúng ta sẽ thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Câu chuyện 182, hành trình của người thợ làm đèn. Tại một thị trấn nhỏ ven biển nước Ý, có một người thợ làm đèn tên là Marco. Xưởng đèn của ông nằm trong một góc phố yên tĩnh, nơi mọi người thường ghé qua để tìm mua những chiếc đèn thủ công tinh xảo. Mỗi chiếc đèn đều được Marco chăm chút, từ những chi tiết nhỏ nhất cho đến lớp kính màu rực rỡ. Một ngày nọ, Marco nhận được một đơn đặt hàng đặc biệt từ ngôi nhà thờ trên đồi. Họ cần một chiếc đèn chùm lớn cho nhà nguyện cổ kính. Marco nhận lời và bắt đầu làm việc. Ông chọn những mảnh kính màu đẹp nhất, cắt tỉ mỉ từng chi tiết, từng mảnh ghép phải thật hoàn hảo để tạo nên ánh sáng lung linh. Nhưng càng làm, Marco càng nhận ra chiếc đèn chùm này lớn và phức tạp hơn nhiều so với những gì ông tưởng. Ông làm việc ngày đêm, nhưng hết lần này đến lần khác, chiếc đèn chùm lại có vấn đề, lúc thì một mảnh kính rơi ra, lúc thì khung kim loại bị lệch. Sau nhiều tuần, Marco bắt đầu nản lòng và tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để hoàn thành nó hay không. Ông nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng rồi nhớ lại lời cha ông từng nói khi còn nhỏ, ánh sáng đẹp nhất là ánh sáng được thắp lên từ sự kiên trì. Với lòng quyết tâm mới, Marco quyết định tiếp tục. Mỗi lần chiếc đèn gặp sự cố, ông không nản chí, mà tìm hiểu kỹ nguyên nhân và điều chỉnh từng chi tiết. Ông học cách gia cố khung đèn chắc chắn hơn, tìm loại keo tốt nhất cho các mảnh kính và thậm chí cải tiến cách lắp ráp để tạo ra một cấu trúc bền vững hơn. Cuối cùng, sau hàng tháng trời, chiếc đèn chùm cũng hoàn thành.
Khi Marco mang nó đến nhà thờ và thắp lên lần đầu tiên, ánh sáng từ những mảnh kính màu lan tỏa, lung linh khắp không gian, tạo nên một vẻ đẹp huyền diệu. Mọi người trong nhà thờ đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chiếc đèn, và Marco cảm thấy niềm hạnh phúc không chỉ từ thành quả, mà từ chính hành trình ông đã trải qua. Bài học từ câu chuyện của Marco, chúng ta thấy rằng kiên nhẫn và sự quyết tâm là điều cần thiết để đạt được thành công lâu dài. Thành công không bao giờ đến chỉ sau một đêm, nó là kết quả của sự kiên trì vượt qua thử thách và hoàn thiện từng bước trên con đường của chính mình. Câu chuyện 183 tiếng thì thầm của gió. Ở một ngôi làng nhỏ tại miền nam nước Pháp, nơi những cánh đồng nho trải dài đến tận chân trời, Julien là một chàng trai nổi tiếng thông minh và lý trí. Anh luôn tin rằng mọi quyết định trong cuộc sống đều phải dựa trên phân tích và logic. Một ngày nọ, Julien nhận được một lá thư từ một công ty lớn ở Paris. Đó là cơ hội để anh rời khỏi làng quê nhỏ bé, sống một cuộc đời giàu sang nơi thành thị. Nhưng lựa chọn ấy cũng đồng nghĩa với việc anh phải rời xa gia đình, bỏ lại cha mẹ già và vườn nho mà họ đã gầy dựng cả đời. Julien không biết phải làm sao. Mọi người khuyên anh nên nắm bắt cơ hội, nhưng trong lòng, anh vẫn cảm thấy một điều gì đó không ổn. Để tìm câu trả lời, anh đi dạo lên đồi nho phía sau nhà, nơi anh thường đến khi cần suy nghĩ. Trên đỉnh đồi, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của những chùm nho chín. Julien ngồi xuống một phiến đá, mắt hướng về ngôi làng nằm yên bình bên dưới. Anh nhắm mắt, cố gắng tìm lý do để rời đi, nhưng trong sự im lặng của buổi chiều, anh bất giác nghe thấy một âm thanh quen thuộc, tiếng mẹ anh đang hát. Mẹ anh đang hái nho dưới chân đồi, miệng khe khẽ ngân nga bài ca cũ mà bà vẫn hát khi Julien còn nhỏ. Tiếng hát mộc mạc ấy như kéo Julien trở về những ký ức tuổi thơ, những buổi chiều anh chạy trên cánh đồng nho, những lần cùng cha mẹ chăm sóc từng cây, và cả niềm vui khi thu hoạch mùa vụ đầu tiên. Trái tim anh dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường. Anh nhận ra rằng, dù thành phố lớn có hứa hẹn bao nhiêu điều xa hoa, thì không gì có thể thay thế được tình yêu, sự gắn bó với quê hương và gia đình. Tối hôm đó, Julien ngồi bên bàn ăn cùng cha mẹ. Anh nhìn những gương mặt đã dạng dày sương gió, những đôi tay chai sạn vì công việc đồng áng. Julien mỉm cười và nói, con đã quyết định. Con sẽ ở lại. Con muốn chăm sóc vườn nho này, tiếp nối ước mơ của cha mẹ. Cha mẹ anh không giấu nổi niềm vui. Họ biết Julien đã nghe theo trái tim mình. Bài học rút ra, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta đứng trước những lựa chọn khiến lý trí và trái tim mâu thuẫn. Nhưng có những câu trả lời không thể tìm được qua phân tích hay lý lẽ, mà chỉ có thể cảm nhận từ sâu thẳm bên trong. Lắng nghe trái tim, ta sẽ tìm được con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự. Câu chuyện 184 mặt nạ của thành công. Tại thành phố Los Angeles, nơi ánh đèn neon không bao giờ tắt, có một cô gái trẻ tên Natalie. Sinh ra trong một gia đình lao động, cô luôn mơ ước được vươn lên, làm điều gì đó lớn lao và thay đổi cuộc sống của mình. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ tại các cửa hàng thời trang, cuối cùng cô cũng đã có cơ hội gia nhập một công ty thiết kế nổi tiếng, nơi mà mỗi ngày trôi qua đều là một bước tiến gần hơn đến giấc mơ của cô. Nhưng có một điều Natalie không biết, thành công đôi khi không đến từ tài năng, mà từ những mối quan hệ. Và đây chính là lúc cô gặp Ryan. Ryan là giám đốc điều hành của công ty, một người đàn ông đầy quyến rũ và tài năng, luôn khiến mọi người phải chú ý mỗi khi anh bước vào phòng. Anh ta là hình mẫu của sự thành công trong mắt nhiều người, giàu có, quyền lực và luôn xuất hiện trong các sự kiện thời trang hàng đầu. Ryan nhanh chóng để mắt đến Natalie và mời cô tham gia vào nhóm thiết kế của anh. Anh ta nói, "Chị em có tiềm năng, Natalie. Anh có thể giúp em làm nên chuyện. Nhưng để thực sự thành công, em phải biết cách đi qua những ngã rẽ. Những mối quan hệ mà anh sẽ chỉ cho em." Dưới sự dìu dắt của Ryan, Natalie nhanh chóng thăng tiến trong công ty. Những bộ sưu tập của cô được chú ý, tên tuổi cô bắt đầu nổi bật trong giới thiết kế. Nhưng dần dần, cô nhận thấy một điều kỳ lạ. Ryan bắt đầu đưa ra những yêu cầu không mấy rõ ràng,
những quyết định dựa trên lợi ích cá nhân hơn là sự sáng tạo thật sự. Anh ta khuyến khích Natalie hợp tác với những đối tác có mối quan hệ mờ ám và khuyên cô bỏ qua những nguyên tắc đạo đức trong công việc. Những bước đi ngày càng trở nên mờ nhạt. Nhưng thành công vẫn tiếp tục đổ về, khiến cô dần mất đi sự tỉnh táo. Một ngày nọ, khi đang làm việc muộn trong văn phòng, Natalie vô tình phát hiện một hợp đồng có dấu hiệu bất hợp pháp liên quan đến một dự án mà cô vừa hoàn thành. Cô bàng hoàng khi nhận ra rằng chính Ryan là người đứng sau mọi việc, lợi dụng cô để đạt được mục đích cá nhân. Cô đứng trước gương trong văn phòng trống, nhìn vào chính mình và tự hỏi, liệu cái giá của thành công này có xứng đáng không? Lúc ấy, cô nhớ lại những lời của mẹ, hãy luôn chọn bạn cẩn thận, vì bạn không chỉ đồng hành cùng họ, mà còn mang theo dấu ấn của họ suốt đời. Với lòng dũng cảm, Natalie quyết định kết thúc mối quan hệ với Ryan. Cô từ chối những hợp đồng mà anh ta đã sắp xếp cho mình và bắt đầu lại từ đầu, nhưng lần này là từ những bước đi vững chắc và đúng đắn. Cô tìm những người bạn chân thành, những người có cùng đam mê và phẩm hạnh. Dù con đường không dễ dàng, Natalie tìm lại được niềm vui trong công việc sáng tạo, và quan trọng hơn cả, cô giữ được sự tôn trọng với chính mình. Bài học rút ra, người bạn mà ta chọn sẽ có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của ta. Một người bạn đúng đắn sẽ giúp ta trưởng thành và thành công một cách thực sự, trong khi một người bạn chỉ vì lợi ích có thể kéo ta vào những ngã rẽ sai lầm. Chọn bạn là chọn con đường đi của mình, vì đôi khi, trong những cuộc gặp gỡ, ta không chỉ gặp người, mà còn gặp chính số phận của mình. Câu chuyện 185 sống cho hiện tại. Claire đứng bên cửa sổ, nhìn ra cảnh vật ngoài trời. Mặt trời đang lặn, ánh sáng vàng chiếu lên những đám mây, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Nhưng trong lòng cô, một nỗi buồn sâu thẳm đang dâng lên. Cô cảm thấy mệt mỏi và bối rối, như thể cuộc sống của mình đang mất dần ý nghĩa. Claire đã 30 tuổi, và cô cảm thấy như mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Công việc không như cô mong muốn, và mối quan hệ với bạn trai đã dần phai nhạt. Cô liên tục sống trong những suy nghĩ về những sai lầm trong quá khứ, những quyết định mà cô nghĩ mình nên làm khác đi. Và không chỉ vậy, cô còn lo lắng về tương lai, liệu mình có thể tìm lại được niềm vui, có thể thay đổi mọi thứ hay không. Một tối, khi đang ngồi trong căn hộ của mình, Claire nhận được cuộc gọi từ Emma, một người bạn cũ. Emma mời Claire tham gia một buổi tiệc tối. Đừng lo về công việc hay những chuyện đã qua, ý Emma nói. Hãy đến đây và tận hưởng khoảnh khắc này, hề Claire có chút do dự. Cô cảm thấy mình đã quá bận tâm với những suy nghĩ về quá khứ và tương lai. Nhưng rồi cô quyết định đi. Dù sao, tôi cũng cần một khoảng thời gian để thư giãn, Claire nghĩ. Tại buổi tiệc, Claire cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy bạn bè, trò chuyện và cười đùa. Cô không còn nghĩ về những điều đã qua hay lo lắng về những điều chưa đến. Những khoảnh khắc vui vẻ này giúp cô nhận ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng phải hoàn hảo hay có kế hoạch sẵn. Đôi khi, chỉ cần sống trọn vẹn với những gì đang diễn ra trước mắt là đủ. Khi trở về nhà, Claire cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô hiểu rằng, thay vì lo lắng về những lỗi lầm trong quá khứ hay những điều chưa biết trong tương lai, cô nên tập trung vào những khoảnh khắc hiện tại nơi cô có thể cảm thấy bình an và hạnh phúc thật sự. Bài học rút ra, đừng để quá khứ hoặc tương lai chi phối cuộc sống của bạn. Hãy sống cho hiện tại, vì những khoảnh khắc này mới là điều thực sự quan trọng. Khi bạn học cách tận hưởng hiện tại, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.